giờ kêu anh đây là món lẩu bò các bạn. Đâu cái đầu bò có khách đang lấy lên để cho mình đánh lắc bò. Khi màn đêm buông xuống ở đường Hồ Bá Kiệm thì quán lẩu bò Hồ Bá Kiệm đã lên đèn và rất là đông khách. Thế các bạn, quán có sảnh trong nhà dành cho những thực khách, các bạn bè muốn ngồi trong nhà muốn mát mẻ muốn thân thuộc thì sẽ ngồi bên hẻm thì xe qua lại đó các bạn thấy. Tôi quay cái nồi lẩu. Khách rất là đông. Quán lẩu bò này là một địa điểm quen thuộc của người quận 10, cả những sinh viên, những người mà mê lẩu bò. Giá rất là rẻ, 70.000 một cái các bạn, một cái lẩu. Đây, khách vô nhà dưỡng xe, 70.000 một cái, mở cửa từ 10 giờ sáng tới 23 giờ hàng đêm. Đây, quán lẩu Hồ Bá Kiệm các bạn. Đây, nhân viên đang bê lẩu cho khách. Đây là chao dùng để nước chấm của món lẩu bò này các bạn. Thịt múc là chén sẵn. Đây là mì trứng vàng ăn kèm với lại lẩu bò. Khách có thể gọi mì gói, mì tôm gói hoặc là bún tươi để mà ăn với lẩu bò cũng được. Đây là rau dùng để ăn lẩu bò đây các bạn. Đây, bộ bàn gọi lẩu bò sẽ có một dĩa rau thế này đây lên. Đây là bún hoặc là mì để ăn kèm với lại lẩu. Trứng vịt lộn hoặc là trứng gà ta. Ủa để làm gì vậy? Đây là món nướng. Đây là món nướng gì đấy chị ạ? Heo rừng nướng than hồng. Bên này sẽ là nồi lẩu. Cho mì vô. Bạn ăn mì kia không? Mì kia ngon không? Đây là thực đơn của quán hôm nay các bạn. Sẽ hôm nay có món gì thì thông báo lên các bạn này. Khách ngồi trên bàn có thể tự thấy. Bò lốt nè, chim bò xào sa tế, bò nướng mắm nhỉ, bò xào thiên lý, bò tơ lụt, mũi bò xào sa tế. Đa số là món bò vì là quán lẩu bò các bạn. Kèm theo đó trên tường. Trên tường là những cái món kèm theo, khách có thể không nhìn menu và gọi món luôn với nhân viên. Có lòng gà xào, chả cá, rác lát, cua, cà mau, bò cuộn, ba loại hấp nướng. Đây là các bạn khách gọi lẩu bò có rau và mì trứng vàng đây. Nước chấm, mọi người sẽ có một chén nước chấm và lò than đi cùng cái lẩu, giá chỉ có 70.000, rất là rẻ các bạn. Đây là nồi lẩu bò nấu bằng than hồng ở lẩu bò Hồ Bá Kiệm các bạn. Rau
lẩu bò Hồ Bá Kiện nổi tiếng từ năm 1991. Tính tới bây giờ là được 27 năm rồi các bạn. Rất là bình dân, rất là rẻ. Có những món đi kèm rất là nhiều. Đây là khách sẽ được nhân viên quán thay cái bếp lửa than khác. Thì than kia đã tàn rồi để nướng cho màu chín. Ngon các bạn. Các bạn có thể gọi thêm món bò cùng kim chi nè, kim châm nè, hoặc là rau. Đây là nồi lẩu đã sôi, có thể bỏ bún hoặc là rau vào để ăn kèm với lẩu bò. Đây một nhóm mấy bác già. Chú ơi, cho con hỏi chú ăn ở quán này lâu chưa? Ăn này chắc cũng được hai mấy lần rồi. Hai mấy năm hay hai mấy năm lần? Hai mươi mấy lần. Dạ, dạ. Tại nhà cũng hơi xa quá. Dạ. Ở tới 16 rồi. Dạ. Chú thấy lẩu bò ở đây ngon mà. Ngon, bò ở đây tuyệt vời rồi. Chú thấy giá 70 ngàn là cái lẩu bò ở đây, chú thấy giá như thế nào? Cũng được. Dạ. Nhưng mà điện cua Cà Mau thì ngon. Dạ. Cái cua Cà Mau. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Dạ, ok. Đây, nhân viên đang order cho anh chị mới vô, khách mới vô. Khách đã ngồi ăn sẵn thì đây ngồi chờ bạn bè. Đó. Con hẻm rất nhỏ nhưng mà đông đúc. Rất là đông khách các bạn. Thế là vừa rẻ, ngon bổ rẻ và địa điểm cho mọi người yêu mê cái món lẩu bò, có thể ghé thưởng thức. Quán rất là nhiều nhà trong hẻm. Con đường đông đúc Hồ Bá Kiện nối từ Thuận Thành đi qua Cư Xá Bắc Hải thì có quán lẩu bò Hồ Bá Kiện rất là nổi tiếng về ngon bổ rẻ từ ngày xưa đến giờ, đã 27 năm rồi các bạn. Rất là đông khách. Trời sắp mưa và nhân viên quán đang quay máy che ra để cho khách ngồi. Khách đi theo đoàn, nhiều người thì gọi rất là nhiều lẩu các bạn. Có thể hai ba món. Đây là lẩu khách đang gọi, có thể ăn kèm mì gói hoặc là bún vàng nữa bạn. Đây, lẩu lẩu. Khách đang vô quán lẩu bò rất là đông, từ khoảng từ 6:30 giờ lên tới 8 giờ thì quán thực sự là đông nhất. Đây là quán lẩu bò anh Thái ở đường Hồ Bá Kiện hẻm 162. Các bạn thấy khách người ta ghé rất là đông, giá rất là rẻ, phải chăng? Các bạn thì thấy có mới có đây 20 phút thôi nhưng mà xe gửi quán đã đông nghẹt, đầy ra ngoài rồi. Các bạn có thể thấy ở ngoài và trong nhà. Nhân viên của quán cũng rất là đông, khoảng chục người. Đó, quán rất là đông. Thank you.
cá trứng, cà ri dê. 80 ngàn, 70 ngàn, 55 ngàn. Đó các bạn thấy. Quán mới vô. Thì là quá hoa thường cái điều các bạn. Nhân viên đang order món, khách mới vô, khách cầm menu coi. Khách mới vô đang coi menu các bạn.